Và phần tiếp theo cũng sẽ là một nội dung đặc biệt quan trọng. Và các anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, hãy để lại những comment tương tác cùng với các câu hỏi thắc mắc để cho ban tổ chức của chương trình có thể là tiện liên hệ và trao đổi với quý anh chị ở sau chương trình ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được bắt đầu câu chuyện của khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co mang phong cách Nhật Bản bên bán đảo Phương Mai lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và các anh chị thân mến, Nhật Bản được biết đến là một trong những cường quốc trên thế giới có nền văn hóa đặc sắc được thế giới ngưỡng mộ từ kiến trúc, ẩm thực, âm nhạc, phim ảnh cho đến phong cách sống. Các thành phố nổi tiếng của Nhật luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Một Sapporo được ngợi ca là thiên đường phương Bắc Nhật Bản với lễ hội tuyết, hay Kyoto là địa điểm đáng du lịch nhất thế giới với tinh hoa truyền thống văn hóa Nhật Bản. Osaka là thiên đường giải trí Nhật Bản với nhịp sống sôi động, náo nhiệt về đêm. Hay Tokyo, trái tim của xứ Phù Tang, nơi lưu giữ giá trị văn hóa cùng với sự năng động sầm uất. Kế thừa tinh hoa văn hóa Nhật được du khách Việt yêu thích, đón đầu xu hướng Bình Định tăng cường quan hệ hợp tác Việt-Nhật, hướng đến mô hình giao lưu, phát triển văn hóa du lịch, kinh tế. Tập đoàn Danh Khôi từng bước khảo sát địa hình, nghiên cứu thị trường và quy hoạch khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co tại khu kinh tế Nhân Hội và nơi được xem như là tâm điểm phát triển mới của Quy Nhơn. Và truyền thuyết Izanagi và Izanami, hai vị thần khuấy động mặt nước bùn từ đáy biển, hình thành các đảo lớn nhỏ cho đất nước Phù Tang đã trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo nên khu đô thị Takashi Ocean Suite Kỳ Co, thành phố Nhật bên Vịnh Thiên Đường Quy Nhơn. Và các anh chị thân mến, Takashi Ocean Suite Kỳ Co được các chuyên gia đánh giá sẽ làm sôi động hơn bức tranh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Từ đó mang đến tiềm năng sinh lời vượt trội cho các nhà đầu tư với dòng sản phẩm căn hộ Ocean Suite ven biển phong cách Nhật được sở hữu lâu dài. Và thưa quý anh chị, như quý anh chị đang nhìn thấy, Takashi Ocean Suite Kỳ Co có quy mô 8,3 hectare, bên trái là giáp công viên xanh 7,4 hectare, phía trước là quảng trường biển, bên phải giáp khu nghỉ dưỡng cao cấp. Sở hữu vị trí đắc địa tại khu kinh tế Nhân Hội ngay bán đảo Phương Mai, nơi hội tụ nhiều lợi thế về phát triển du lịch và được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ. Khu vực này đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng. Và trong tiếng Nhật thì Takashi có ý nghĩa là thịnh vượng, phát triển, đẹp đẽ. Địa thế vàng của dự án được đánh giá xứng đáng để đầu tư vì có thể kết nối đa tiện ích, rất thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố và cả sân bay Phù Cát. Hơn nữa thì dự án còn có tầm nhìn hướng biển và nằm liên kề các khu du lịch nổi tiếng như là đảo Kỳ Co Eo Gió, Cồn Chim, Hòn Sẹo, Bãi Biển Trung Lương. Takashi Ocean Suite Kỳ Co có 17 block căn hộ và một block khách sạn cao 39 tầng được chia làm 4 phân khu, lấy cảm hứng theo các thành phố nổi tiếng của Nhật là Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo. Với dự án này thì tập đoàn Danh Khôi đặc biệt chú trọng phần thiết kế kiến trúc cảnh quan, hợp tác với đơn vị thiết kế Gourmet danh tiếng để tạo nên không gian độc đáo mang bản sắc Nhật với hàng loạt các tiện ích đặc sắc mô phỏng nét tinh hoa của xứ sở mặt trời mọc như là cổng Torii đón bình minh, mèo may mắn, diều cá chép khổng lồ, vườn thiền, trà đạo vân vân. Điểm nổi bật là các con đường trải nghiệm văn hóa đất nước Phù Tang tại các khu công viên phân theo 4 mùa xuân, hạ, thu, đông theo đúng phong cách Nhật Bản. Các tuyến phố đi bộ như con đường đèn lồng, giao lộ Shibuya, đồi diều cá chép, con đường chuông gió, phố hoa tuyết, vân vân. Các căn hộ Ocean Suite tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co được thiết kế tinh tế, tiện nghi và tối ưu tầm nhìn bên biển, đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp. Đặc biệt, các căn hộ Ocean Suite phong cách Nhật tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co là duy nhất và đầu tiên tại Quy Nhơn được sở hữu lâu dài. Có thể nhận thấy các dự án tọa lạc trên quỹ đất vàng bên biển và có được pháp lý lâu dài như vậy là vô cùng khan hiếm hiện nay. Vì vậy, nhà đầu tư hoàn toàn an tâm khi sở hữu căn hộ Ocean Suite như một second home và có thể khai thác cho thuê với tiềm năng kinh doanh du lịch biển mang suất sinh lợi triển vọng nhất.